Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì Diễn đang khảo sát công trình nhà anh Nhật có địa chỉ tại Hưng Yên. Đấy thì hiện tại thì như cái bộ cửa này thì kích thước lọt cái chiều ngang của cái phòng khách. Đây là lọt cột bê tông quý vị nhá. Là tổng hiện tại đang là 4m27. Coi như là 4m3 đi. Đây quý vị nhá. Đây là lọt cột bê tông phòng khách. 4m3 thì hiện tại là Diễn sẽ tính là hai bên tường xây vào mỗi bên là 70 ạ. Mỗi bên là 70 phân quý vị ạ. Hai bên là mỗi bên là vào 70 phân thì cái chiều ngang của cái bộ cửa thủy lực nhôm ô win. Hiện tại thì Diễn sẽ để kích thước lọt sáng tường vào là 2m85 quý vị nhá. Đó. Đối với cái chiều ngang lọt lòng của cái ô phòng khách, lọt tường của phòng khách là 4m3 thì chúng ta sẽ để là kích thước cửa vào khoảng 2m85 lọt sáng của cái bộ thủy lực. Đó, và chiều cao thì hiện tại là Diễn đang tính là, vâng, con chào cụ nhá. Chiều cao thì Diễn đang tính là để lọt sáng từ dưới mặt sàn lên. Từ dưới mặt sàn lên đến cái chiều cao lọt sáng ở bên trên. Chiều cao lọt sáng tường quý vị nhá là 2m75. Đó, 2m75 là đẹp. Thông thường nếu mà anh chị thi công cái bộ cửa chính ấy thì chúng ta phải để cái dạ ở bên trên này này quý vị ạ. Anh chị phải để cho Diễn dao động khoảng 30 phân nhá, để chúng ta nhìn cái tổng thể của cái cửa của căn nhà nó sẽ có cái lợi ở bên trên. Rất nhiều công trình cũng có những cái công trình mà Diễn đã đăng những cái video anh chị khách hàng làm cái chiều cao của cái cửa này nó chạm tới cái đáy dầm ở bên trên này, nên bộ cửa nó không có cái cổ nhìn rất là xấu quý vị ạ. Đó là một trong những cái lưu ý rất là quan trọng khi anh chị để kích thước của cái bộ cửa chính ra vào phòng khách. Đó, và hiện tại công trình nhà anh đang tại Hưng Yên. Sau khi mà Diễn lắp đặt nên hoàn thiện công trình này thì quý vị sẽ nhìn thấy là cái tổng quan nó sẽ nhìn cái tỷ lệ nó sẽ cân đối, nó sẽ đẹp như thế nào quý vị nhá. Bộ cửa này thì hiện tại là Diễn đang để kích thước chiều ngang lọt sáng tường là 2m85 và chiều cao là 2m75 quý vị nhá. Đó là cái kích thước Diễn đang ra cho nhà anh Đăng. Đó. Quý vị đang có nhu cầu muốn thi công các cái sản phẩm cửa nhôm thủy lực Owin thì quý vị có thể là liên hệ bên công ty Diễn, và tất cả các cái sản phẩm cửa nhôm Owin, cửa sổ hệ chấn song, cửa trượt quay, tủ bếp nhôm nội thất cánh kính Owin Luxury. Đó, và hiện tại thì hôm nay Diễn về công trình nhà anh để ký hợp đồng thi công bộ cửa chính là cửa nhôm thủy lực Owin, và tất cả các cái hạng mục cửa sổ, cửa đi thông phòng thì hiện tại là anh đang sử dụng là nhôm sinh pha nhập khẩu, và những cái song bảo vệ thì anh Đạt đang sử dụng là nhôm Owin quý vị nhá, song bảo vệ bằng nhôm. Đó, và anh đã cân nhắc giữa phân khúc là song inox và song nhôm, và Diễn đã tư vấn cho anh chuyển sang nhôm thì nó đồng bộ với cửa sẽ đẹp hơn rất là nhiều quý vị ạ. Đó, và công trình này thì nếu mà làm hết tất cả bằng nhôm Owin thì anh không đủ chi phí, và anh đã lựa chọn bộ cửa chính để làm thi công là cửa nhôm thủy lực không bao bản 20, bản cánh là bản 180, có kết hợp kính hộp nan hoa đồng, và tất cả những cái hệ cửa sổ thì anh làm nhôm sinh pha để nó phù hợp với túi tiền của anh quý vị nhé. Sau đây thì xin mời quý vị vào bên trong để cùng Diễn gặp gỡ anh Nhật ở bên trong nhà của anh. Xin mời quý vị. Hiện tại thì Diễn đang ngồi với anh Nhật, và cảm ơn anh Nhật rất là nhiều nhá. Đấy, anh Nhật theo dõi rất là nhiều những cái video của em Diễn. Đấy thì kế hoạch của anh là anh cũng xem em cũng rất là lâu rồi anh Nhật nhỉ? Vâng, em xem anh nhiều. Hầu như anh ra video mới nào em xem hết. Đấy, cảm ơn anh nhiều, luôn luôn theo dõi và ủng hộ bên công ty em Diễn. Thì hôm nay em về thì em cũng có mang cái mẫu cửa nhôm hệ chấn hệ thủy lực Owin về để cho nhà gia chủ nhà mình xem cái mẫu. Thì anh thấy là cái mẫu này nên có thực tế như trong video anh xem. Đấy, bản nó to nó đẹp như thế này. Rất là cảm ơn anh đã lựa chọn cái phân khúc hệ nhôm thủy lực Owin bên em làm cho cái bộ cửa chính đại diện cho gia đình. Nhìn qua này nó đẹp, hệ này nó khỏe. Và thế này thì về cơ bản là nó có phào hai mặt anh ạ. Đây. Cái phào này khi mà nó ôm vào cái tường nó che hết đi, nó giống như gỗ thì nhìn nó rất là bệ thế, rất là đẹp. Đấy, và cái bản cánh này hiện tại là bản 18 phân. 18 là cũng có ý nghĩa của nó là nhất phát anh ạ. Không bao là bản 20 thì nếu mà tường nhà anh ấy nếu mà nó dày hơn 20 phân ấy, ví dụ như khoảng 24, 28 đều được.
Đấy, cái này có thể giãn ra giãn vào được anh nhá. Bộ cửa nên rất là bệ thế, rất là đẹp quý vị ạ. Rồi, cảm ơn anh nhá. Anh Nhật, anh đang công tác ở trên Bắc Giang. Đấy, và hôm nay anh mời diễn về để ký hợp đồng thi công trọn gói công trình. Đấy, rất rất mong là về dưới khu vực nhà anh thì làm công trình nhà anh thì cũng có nhiều anh chị khách hàng biết đến và có thể qua công trình nhà anh để tham khảo cái mẫu cửa bên công ty Diễn. Bởi vì là Diễn cũng nhấn mạnh với quý vị là những cái cửa bên công ty Diễn thi công ở các tỉnh rất là nhiều. Và anh chị ở khu vực đây địa chỉ chính xác là gì anh nhỉ? Thôn Ngô Não, xã Quang Hưng, huyện. Hàng mục cửa cao cấp thì có thể là liên hệ bên công ty Diễn. Cảm ơn anh nhiều rất nhiều nha. Cảm ơn anh nhé. Anh Nhật cũng là một trong những anh em cũng làm nghề điện điện lạnh anh nhỉ? Em làm điện lạnh. Rồi, xin chào quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị ở video khi mà Diễn lắp đặt công trình lên hoàn thiện. Công ty sẽ quay cho quý vị, review cho quý vị cùng xem. Xin chào quý vị.